nắng ấm xa dần, rồi nắng ấm xa dần, rồi nắng ấm xa dần, bỏ rơi để lại những tiếc mơ. Nắng ấm xa dần, rồi nắng ấm xa dần, rồi nắng ấm xa dần theo những tiếng cười. Eo ơi, hôm nay còn nắng ấm xa dần cơ đấy. Anh Đức đang có gì vui đúng không? Cũng không gì vui lắm đâu anh ạ. Chỉ là mấy dạo trước trời nắng nóng quá nên là nó vẫn còn dư âm tới ngày hôm nay ấy. Nên là anh vườn mấy câu cho nó bỏ tức những ngày tháng qua mà. Mà nói đến nắng nhá, tiện thể đang xả cho bỏ nó tức thì bây giờ anh em mình chơi một quả hot trend đi. Hot trend gì đấy? Nối từ. À, tưởng gì chứ cái này thì em biết này. Em chấp anh ra đề trước đấy. Ai da, hôm nay to mồm gớm nhỉ. Được, ok nhá. Anh đang hát dở, đang nghêu ngao dở cái bài nắng ấm xa dần. Thì mình lấy luôn đề bài nắng ấm đi. Nắng ấm. Ấm áp. Áp à, áp chảo. Chảo mỡ. À, cũng được đấy nhỉ. Chảo mỡ à, mỡ gì nhỉ. Mỡ à. Mỡ sạch đi. Mỡ sạch là cái gì? Mỡ sạch là mỡ không bẩn. Ồ, thế mà không biết. Mỡ thì sạch mà anh thì chơi bẩn đấy nhá. Sạch đẹp. Sạch đẹp à? Thôi, anh thề là đây là một cái cục chết chóc của em rồi. Đẹp à? Đẹp, đẽ. Đẽ. Một. Hai. Ba. Ba, vâng, và chúng ta đã tìm ra được người chiến thắng. Và người chiến thắng không ai khác chính là anh Đức. À, hi hi. Anh cứ đợi đấy, lát nữa xong radio thì em sẽ phục thù cho mà coi. Các bạn ơi, vừa rồi anh Đức và Triệu Anh đang mà nói chuyện nên là cũng chưa kịp giới thiệu với các bạn. Ở số radio này thì đồng hành cùng anh Đức sẽ là Triệu Anh. Chúng ta hãy cùng chào mừng thành viên mới của Ban biên tập radio nhé. Và Ban biên tập radio hy vọng rằng các bạn học sinh chúng ta có thể tìm ra được những tài năng để có thể đồng hành, tiếp tục đồng hành và trở thành những biên tập viên của radio. Bây giờ chúng mình sẽ quay trở lại với bản tin radio số 6 dành cho các bạn học sinh nhé. Các em ơi, chúng ta đã vừa kết thúc một năm học tưng bừng với kỳ thi học kỳ 2. Chắc chắn là bây giờ chúng ta đang rất mong chờ kết quả cuối năm cũng như là kết quả của kỳ thi phân lớp đúng không? Cảm giác mong chờ cũng là cảm giác hạnh phúc đấy các bạn ạ. Mong rằng chúng ta sẽ có những kết quả thật tốt như mong muốn của các bạn nhé. Trong tuần này thì dự án Learning Based Project của bộ môn tiếng Anh thu hút các bạn nhỏ rất là nhiều. Ban tổ chức đã nhận được rất rất nhiều những sản phẩm mini books với chủ đề Bạn đã lớn lên như thế nào. Nhiều bạn nhỏ đã đầu tư rất chỉn chu, đầy tâm huyết để có một sản phẩm chất lượng đấy anh Đức ạ. Đặc biệt là cuộc thi debate dành cho khối 8 đang rất là hot với những đề tài được các bạn suy nghĩ tìm tòi để thể hiện quan điểm cá nhân trong mỗi vấn đề. Vòng chung kết dành cho khối 8 của cuộc thi này sẽ được diễn ra vào ngày 7 tháng 7. Các bạn cùng đón đợi nhé! Và các thông tin về cuộc thi debate sẽ được cập nhật trên fanpage của trường và các bạn hãy cùng chú ý theo dõi nhé! Và trước khi đến với phần nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao trong vòng 5 giây. Đến hẹn lại lên, chúng ta lại gặp thầy Thomas vô cùng dễ thương với giải thưởng Student of the Month do thầy cho tặng. Và lần này sẽ không phải là một bạn học sinh nữa mà sẽ lên tới hai bạn cơ đấy. Chứng tỏ là trường của chúng ta ngày càng có nhiều học sinh ngoan và ý thức hơn đúng không nào? Và chúng ta hãy cùng lắng nghe lời tâm sự của thầy. Hello grade 6 and 7 and everyone in school. I just want to announce today the Student of the Month for grade 6 is Chiao Ding Phu Anh. And the student of the month for grade 7 is Kua Tan Chao. Thank you guys, have a lovely day. Goodbye. Bọn chị đã quay trở lại và lợi hại gấp đôi. Chị chắc chắn rằng thời điểm này thì các bạn học sinh đang bắt đầu nghĩ xem kỳ nghỉ hè này mình sẽ đi đâu, làm gì. Vậy trong số radio lần này, chị và anh Đức sẽ mang đến cho các bạn một số gợi ý về địa điểm du lịch trong mùa hè này nhé.
Trước tiên chúng ta sẽ cùng đến với một số gợi ý nếu như các bạn đi cùng gia đình nhé. Nếu như bạn và gia đình yêu thích tầm nhìn xa vút chân trời của biển cả này, thích hòa mình vào những con sóng này, thích thưởng thức vị tươi ngon của hải sản hay đơn giản chỉ là tiếng rì rào của biển, thì chúng ta có thể tham khảo một số địa điểm đã cùng vô cùng quen thuộc như là Nha Trang này, Phú Yên này, gì nữa nhỉ anh nhỉ? Quy Nhơn. Đúng rồi. Hay là chúng ta có thể kể đến một số địa danh còn chưa được nhiều người biết tới, nhưng mà vẻ đẹp thì thôi rồi lượm ơi. Ví dụ như là Hòn Bảy Cạnh này, quần đảo Thổ Chu, Cù Lao Thu, Gành Son, biển Mũi Dinh, biển Lằng Vân, hay là ở khá gần chúng ta ở Quảng Ninh, đó là đảo Cô Tô Con. Các địa điểm này do chưa được khai thác du lịch quá nhiều nên là còn đảm bảo sự hoang sơ trong sạch. Những bạn nào thích sự trải nghiệm này, thích sự gần gũi thiên nhiên thì đây sẽ là những lựa chọn đáng để tham khảo đấy. Tạm xa với biển xanh và nắng vàng, nếu như các bạn cũng giống như chị Oanh, thích vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, thích những ngọn núi hoang sơ cao ngút trời, những thung lũng sâu thẳm, những dân tộc thiểu số, những nét văn hóa đặc trưng, thì chúng ta có thể tham khảo một số địa danh như Hà Giang này, Sapa, Mộc Châu, những cung đường đèo chắc chắn sẽ là những trải nghiệm đáng nhớ dành cho các bạn và gia đình đấy. Và lưu ý là nếu như bạn nào chúng ta hơi yếu tiền đình một xíu ấy, thì khi đi đường đèo thì chúng ta rất là dễ bị say đấy. Chúng ta phải chuẩn bị những biện pháp chống say như là uống thuốc, hoặc là nếu như có thể thì chúng ta có thể đi xe máy. Còn nếu như các bạn muốn tổ chức một chuyến nghỉ mát hè cho cả lớp thì chúng ta có thể tham khảo một số khu resort và du lịch gần Hà Nội như là Tam Đảo hay là ở Ba Vì. Ở những khu du lịch này có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu ăn chơi ngủ nghỉ cho cả lớp, và hơn hết các bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để trải nghiệm và giao lưu với nhau thay vì phải mất nhiều thời gian di chuyển trên xe. Vừa rồi thì chúng ta đã được nghe một số gợi ý cho chuyến nghỉ hè 2020. Hy vọng rằng các bạn và gia đình sẽ có một mùa hè thật sôi động và những kỷ niệm đẹp thật đáng nhớ nhé. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với một phần vô cùng quen thuộc và cũng vô cùng chứa chan cảm xúc, đó chính là chuyên mục lời nhắn. Và không biết là tuần này chúng ta sẽ được lắng nghe những lời nhắn như thế nào nhỉ? Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Lời nhắn thứ nhất: bố tớ là một doanh nhân, bố tớ muốn sau này tớ sẽ nối nghiệp bố và đặt cho tớ rất nhiều áp lực. Nhưng tớ tự thấy bản thân mình không hứng thú với việc kinh doanh cho lắm. Lớn lên, tớ chỉ thích làm những công việc liên quan đến nghiên cứu. Nhưng mà lần nào thổ lộ điều này với bố thì bố cũng gạt đi và nói sau này lớn con sẽ thay đổi thôi. Nhưng tớ đã 14 tuổi rồi, tớ hiểu bản thân mình thực sự muốn gì và khả năng của mình đến đâu. Tớ không thể làm những thứ mà mình không có hứng thú được. Mỗi ngày tớ đều cảm thấy rất mệt mỏi về chuyện này. Tớ muốn được tự do làm những điều mình thích. Tớ phải làm sao đây hả các cậu? Với lời tâm sự này, các thính giả của Acer Radio có thể tiếp tục gửi tới những lời khuyên cho các bạn nhé. Còn đối với ban biên tập radio thì dành tặng cho bạn một lời khuyên, đó là bạn hãy cố gắng học tập thật tốt. Bạn còn tới 4 năm phía trước để tiến tới bước ngoặt đại học cơ mà. Biết đâu tới lúc đó bạn sẽ có thể thuyết phục được bố của mình, hoặc nhỡ đâu bạn lại có thể tìm được sở thích mới thì sao? Hãy luôn vững tin và học tập thật tốt nhé. Tạm chia tay với lời nhắn thứ nhất, chúng ta sẽ cùng đến với lời nhắn thứ hai. Tớ là một đứa trẻ rụt rè ít nói. Hồi đầu vào lớp tớ chỉ biết thu mình một góc, ra chơi lôi chuyện ra đọc, học xong lại về nhà. Cuộc sống có thể nói là rất nhàm chán. Tớ cứ nghĩ cuộc sống suốt 4 năm cấp 2 sẽ là những chuỗi ngày tẻ nhạt như vậy. Nhưng rồi một người bạn đặc biệt đã lôi tớ vào các hoạt động tập thể của lớp, bắt tớ hát này, bắt tớ múa nữa. Dần dần kéo tớ ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Và sau 2 năm vào trường, tớ đã tự tin và nói nhiều hơn tớ của những năm cấp 1 tỷ lần. Và rất là cảm ơn cậu, lớp trưởng đáng yêu của tớ. Wow, và sau số radio này chắc chắn là anh chị sẽ tìm bằng được danh tính của bạn lớp trưởng này mới được. Bởi vì trường của chúng ta nói chung và Acer Radio nói riêng luôn luôn cần những bạn có khả năng truyền cảm hứng như vậy. Tiếp theo sẽ đến với lời nhắn thứ 3 của một bạn học sinh khối 9. Chỉ còn vài ngày nữa, con và các bạn học sinh khối 9 phải chia tay mái trường Asimet. Rồi mỗi đứa sẽ một nơi, tất cả rồi sẽ chỉ còn là ký ức. Bao nhiêu lời cảm ơn cũng không thể nói hết tình cảm của chúng con gửi tới thầy cô giáo. Ở nơi đây, chúng con không chỉ được học kiến thức, mà còn được học cách đối nhân xử thế, học cách trở thành một người năng động hơn, hoàn hảo theo cách của riêng mình. Con rất muốn nhờ ban biên tập radio thay chúng con gửi tới thầy cô một lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng. Với lời nhắn này, ban biên tập sẽ thay mặt cho các bạn học sinh và tập thể học sinh khối 9 gửi tới các thầy cô một ca khúc.
Ca khúc này sẽ thay cho lời cảm ơn và tri ân đến công ơn giáo dưỡng của các thầy cô thông qua bài hát Người Thầy. Tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa. Dòng sông vắng bay giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa xưa tròn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hay sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa. Dòng sông vắng bay giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa xưa trong đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hay sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm
làm sao em đến công ơn. Và với các khúc vừa rồi, ban biên tập radio tuần này cũng xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các số radio tiếp theo. Chào các bạn.